Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2022, tại huyện Nhúng Liêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết và tặng 100 căn nhà đại đoàn kết và 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin của huyện Nhúng Liêm và Tam Bình. Thủ tướng Chính phủ thông tin đến chính quyền địa phương và bà con nhân dân tình hình kinh tế xã hội của đất nước, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine, tăng cường giáo dục, hướng dẫn người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bằng cách nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện an toàn để mở cửa lại trường học. Bên cạnh, tỉnh Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình khó khăn và tăng cường liên kết các địa phương trong hoạt động chế biến nông sản, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu.